chồng son, chồng sẽ hứa sẽ thay đổi, bất cọc, bất nóng với vợ. Nhưng mà chọc vợ thì hỏi chồng vẫn cái gì? Chọc nói gì không nghe vậy trơn trời á. Ừ, anh nói là chọc vợ thì vẫn sẽ làm. Đó là nhu cầu không thể thiếu được hả con? Giờ hứa thì để chấm mắt lên coi tôi. Làm chứng con cứ hả mà ấy. Vợ chồng con, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai đứa giới thiệu về mình. Con tên là Tường Vi, sinh năm 1995. Con sinh sống ở Đà Lạt. Hiện tại thì con đang là kinh doanh mỹ phẩm. Hot TikToker đó. Rồi giờ mời con. Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 1995. Hiện tại con đang sống ở Đà Lạt, con đang kinh doanh chung với vợ. Hai đứa cơ duyên nào mà gặp nhau? Con thì ngoài TikTok ra thì con còn có làm một idol live stream, một cái app khác nữa. Từ lúc đầu con vô xem thì có thế sao ngồi cái thế kỳ lạ này, không biết tôn trọng người nhìn gì đó. Để chân lên bàn, con định chửi rồi mà nghĩ là con để xem thêm xíu nữa đã. Rồi thì ra là bạn giơ tay lên. Khi con hiểu ra vấn đề thì lúc cái cảm xúc con sao? Dạ con hiểu ra vấn đề thì cũng thấy thương mà đấy. Ừ. Nhưng mà có một cái sự khúc gì á mà ngày nào con phải vô xem cũng được. Câu hỏi này nó hơi tế nhiễu xíu, là cái tay của con đó là bị từ nhỏ đúng không? Bẩm sinh. Dạ. Đúng không? À, con bị lúc con 5-6 tuổi và bị sốt đó con. Bị sốt đúng không? Dạ. Tôi không nghĩ là tay con là bây giờ là không có cầm nắm được luôn. Dạ đúng rồi, bàn tay con yếu lắm, nhỏ xíu mà yếu ớt lắm. Rồi bây giờ con sử dụng điện thoại thì sao? À, thì con để trên tay, đồng tay này con chọt được. Vì con chọt vậy thôi. À, dạ. Thì nó vẫn cảm ứng. Bình thường ở nhà thì sử dụng chân. Hỏi tiếp bạn chồng á, lúc đó con đang làm gì mà con coi live stream? Dạ lúc trước con ở bên Nhật, con xem chắc cũng tầm 2-3 tuần gì đó. Chứ là không vắng mặt giờ nào. Thì con thấy ảnh vô thì con nghĩ là ảnh cũng giống như bao người khác, là vô xem con vì yêu mến thôi. Và tặng quà cho con thôi. Hôm đó thì ảnh mới nói là sao kết bạn Facebook chưa thấy con xác nhận. Có một số em con kêu trời, em còn chưa được xác nhận, sao anh xác nhận được? Thì con mới vô xác nhận hết một lượt. Bắt đầu thì ảnh cũng nhắn tin cho con, nói chuyện nó như là rủ chơi game. Rủ con chơi game, con nói là lúc đó cũng đang buồn buồn thôi, chơi game cũng được. Chơi game thì hai đứa nói chuyện qua lại. Tầm 2 tháng giống như là ảnh lúc đó ảnh nói là ảnh có thích con rồi nhưng mà ảnh không xác nhận được. Ủa lúc đó là việc là đã về Việt Nam chưa? Dạ, dạ chưa. À, nghĩa là hai đứa nói chuyện online với nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bao lâu con mới về Việt Nam, bao lâu hai đứa tụi con mới gặp nhau ngoài đời? Hồi con về tháng 12. Con bắt đầu coi live stream là từ tháng 7. Khi mà ảnh xác định là ảnh tỏ tình với con rồi và chính thức bắt đầu quen rồi, trong vòng 2 tháng á, lúc mà ảnh về nước là ảnh thư chuyện với ba mẹ liền luôn. Con không nghĩ là nhanh như vậy. Con nói thử coi cái cảm xúc của con khi mà con gặp bạn này ngoài đời á, nó như thế nào? Dạ, lúc con gặp mà vợ con ở ngoài đời á, ở cái online nhìn kiểu như là to lớn. Để xét màn hình điện thoại á, lúc ra ngoài con gặp á, bạn rất là nhỏ. Cảm giác được phải người phải bao chở, che chở, dạ. Bảo bọc đúng không? Dạ đúng rồi. Con không hiểu sao tự nhiên gặp cũng bị rung á. Ấy là sao tự nhiên rung ghê, bị ngại luôn, xong rồi khiến cho ảnh ngại theo luôn. Cái vô con cũng cứ cười cười, con không nói gì hết. Thế là ảnh lúc đầu cũng hơi ngại, sau đó là ảnh chủ động, ảnh nói nắm tay, ảnh hoàn qua đúng không? Thì con cũng cứ tủm tỉm con cười, con không nói gì hết. Ảnh nói là sao ở trên nói chuyện mạnh dạn không mà sao xuống đây nó yêu thương. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà Việt chạm vào cái đôi tay của bạn gái mình. Dạ. Đó như thế nào? À, cảm giác đó, nó mát. Nó mát. Nó mềm mềm, một cảm giác kiểu như là mình muốn nắm luôn á. Cưng cưng á, nó cưng cưng á đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi tay giống như em bé vậy đó. Lúc con gặp ảnh con còn nghĩ giới tính ảnh có vấn đề. Tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cánh ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng thướt tha lắm. Cô nói thôi chết rồi, có bị có hình không ta? Sao mà tự nhiên nhẹ dữ vậy? Vậy luôn á. Dạ ảnh thì xác định rồi á, nhưng mà con thì kiểu như thôi quen tới đâu tới, được thôi kiểu vậy đó. Cái con rồi, chú tâm đó nhiều rồi. Cái thời gian mà con về Đà Lạt thì có tranh thủ coi như là qua nhà vợ ở ké không? Dạ có. Có luôn hả? Mới đầu là ở nhà em gái. Rồi cái nhà em gái ở gần nhà vợ. Rồi cái rà qua nhà vợ. Mà ở nhà vợ hồi nào không hay luôn. Tức là hai vợ chồng bây giờ là ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Nó nghe nè, qua nhà ta ở, nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Dạ ở chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Dạ thì vô nhà thì chào chủ nhà trước, xin phép lên phòng chơi.
Ngày đầu tiên thì không giống ngủ lại, nhưng mà ngày thứ hai thì mạnh dạn hơn. Ngày đầu chưa lên sao lúc đấy? Đầu về quen... mẹ con đâu có ưa đâu. Mẹ con kiểu như là không ưa ở đây, không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà ý là mẹ con kiểu làm như vậy là sợ con gặp người không có tốt á, thì đây để coi thử như thế nào á. Cái lúc mà lần đầu mà gọi là tiếp xúc như vậy xong rồi á, là con có phá tan liền cái sự nghi ngờ là ý có khi nào mà lộn giới tính không ta không? Dạ, vẫn cứ nói là chết xong mà nó cứ kỳ kỳ nha, tại cứ nhẹ nhàng kiểu nó thức tha lắm kìa. Con thấy cách đây con nhìn người nó tôi tiêu rồi ta, nó kỳ kỳ. Nói chung là xác định rồi, nhưng mà do nhìn cốt cách nên là cũng nghi. Nghi là con nói là có lấy tôi làm bức bình phong không? Tụi con quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Dạ, tụi con quen gần 2 năm. Rồi giờ như vậy là coi như mới cưới nhau. Yeah. Nhưng mà thực ra là đã ở chung với nhau là 2 năm rồi. Yeah. Thì trong cái thời gian mà ở chung với nhau á, con có phát hiện gì, những cái tật nào của bé Trinh á mà con bị bất ngờ? Ví dụ như là dữ nè, hay là hay ăn hiếp con nè. Được xấu à, hiện tại thì... Nhiều không con? Dạ không có. Em thấy nó lén lúc nó nhìn. Dạ, dạ thật xấu thì dạ. Dạ. Thì cứ nói cho cô. Con nói đi. Con cứ mạnh dạn con nói đi. Hiện tại con ở với vợ con 2 năm thì cũng chưa có phát hiện thật xấu gì. Làm gì không có. Trời ơi, con nói đó. Rồi á, khổ ghê, thôi để con nói cho. Nói gì? Ý là lên đây hơi bị khớp. Là tính con nóng ở đây á, là khi mà con thật sự giận lên thôi là con bị chọc, là bị ông kiếm chuyện. Còn bình thường thì con không có gì hết. Còn tại sao anh nói là suốt hai ở với con gần 2 năm nay mà con không có tính xấu, thì thực sự là đúng là con không có thật. Và khi con có một cái gì đấy thì đều là phía bên mày gây ra khiến cho con phải như vậy. Ví dụ như là con đang bình thường mà cứ tối ngày chọc con phải nổi điên lên con chửi. Nói chung là tất cả những cái người mà ấy đều biện hộ cho bản thân mình là tại vậy con mới vậy, tại nọ con mới kia. Cái chứ đó là người ta nói cho chính mình, thấy không? Còn cái này là cái đối phương phải nói. Thôi coi mặt nó kìa, có gọn gàng không? Dạ có, trong phòng thì bạn gọn. Trong phòng thôi đúng không? Nó hố này, nó hố chữ trong phòng, còn ngoài phòng thì ngoài sao? Phòng sao? Không có nhìn. Nhìn nữa, nó nhìn nữa kìa con. Trời ơi, nói đi, cứ nhìn qua đây làm gì? Đó, thấy không? Nó gọi là vợ con đối với con rất tốt. Không có gì, gì là không có tật xấu gì luôn. Dạ không, dạ không. Ờ, con không mong muốn vợ con thay đổi điều gì hết. Dạ không. Không luôn. Dạ. Thôi giờ tới bé Vi đi. Ảnh thì tật xấu thì nhiều. Con không khui đấy, chưa người ta khui đó. Ảnh có cái tật là gây chuyện ấy. Thì cứ nhiều khi chuyện cũng không đáng đâu. Gây bánh chành lên. Rồi là con như là kìa. Giống như là muốn là hả. Hai đứa là có một lần nhớ là giống như gây banh luôn. Dạ con nó là đợt đó muốn đứt luôn rồi đó, con cho đứt luôn. Trời mưa là ông cũng cuốn đồ đâm trên phòng nha, ông hốt hết đồ. Con tưởng là thôi đi cho đi, chứ con cũng mệt lắm, con có rất là bình tĩnh. Con lo cho nhóc quá hả, súc miệng rửa mặt, con không nói ràng gì hết. Con nói bây giờ muốn cái gì thì cứ nói thẳng nó đi chứ đừng có làm kiểu đó. Xong rồi ông cũng rầm, nó quá mệt mỏi rồi này kia. Nếu ai làm gì mấy người mệt mỏi, không hề làm cái gì mà mệt mỏi, người mệt mỏi là tôi. Nó là hả giờ chịu hết nổi rồi thì tụi luôn hết, làm thấy ghê lắm. Rồi xách xe thì cũng đi, con nghĩ ổng xách đồ ổng đi. Nhưng mà tới lúc mà con vô thì con thấy, ủa sao đồ để bên phòng bên kia, tại vì nhà đó con. Ủa sao gom đồ để ở đây chi gì ta. Ổng đi đâu rồi, về nhà ổng ngủ ngon ngơ rồi cô. Không có suy nghĩ gì đâu. Con thì con đây cũng tức quá, con nói chuyện với nhỏ em chơi chung con á, thức đâu tới 2-3 giờ sáng tức khóc vậy đó. Đó, mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên ổng vậy. Ổng về ổng ngủ, ổng đổi mật khẩu Facebook rồi ổng làm gì, ổng ngủ ngon ơ sáng vậy, đi làm bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Dạ xong ổng đi làm về, ổng về lại bên này cái ổng vô cơm con nấu ổng vẫn ăn. Bà có nói chuyện không? Dạ không nói chuyện, không nói chuyện gì hết. Con mới tức quá, con kêu thôi bây giờ ra đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng đi, là muốn cái gì rồi mình giải quyết luôn. Ổng ngồi im mà ổng nói gì hết á. Ổng để mình nói trên mà trong khi mình cần ổng nói. Con ngồi nói đã rồi ổng kêu vậy thôi cứ quyết định gì đi. Không biết quyết định gì luôn á. Thì một lúc sau thì con lỡ con nói con bị liệu á. Cái ổng ngồi, con đã quay chỗ khác rồi để con bình tĩnh lại, thì con quay thấy ổng bịt miệng cười hí 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 gì rồi ông nhào tới ông làm hòa á con. Lý do gì mà con lại im lặng, con không trả lời với vợ? Con đang thắc mắc luôn. Con cũng không biết nữa, mỗi lần mà vợ con nói con chỉ im lặng thôi. Có phải là con sợ con tức giận lên con nói, và con nói ra những cái lời nó khó nghe và làm tổn thương vợ không? Để vợ con nói xong, nếu mà nói mà đúng vấn đề thì con sẽ im. Còn mà nếu nó sai thì con sẽ nói lại. Như vậy là vợ nói hoàn toàn đúng. Dạ. Mà con có khó chịu về cái việc mà con phải im lặng không? Dạ không, thì bà nói đúng hết.
À vậy hả, vậy là ông sai hết. Luôn luôn đúng. Ừ. Ở nhà là ảnh làm hết công việc hay là như thế nào? À, công việc thì hầu như là con đều làm được hết. Ví dụ có mẹ thì mẹ có thể mẹ nấu cơm, còn không có mẹ ở nhà thì là con sẽ làm hết. Nhưng mà cái tính của ảnh á, thì ảnh này muốn vợ làm. Ở đây không phải là kiểu như là muốn vợ làm là xấu, mà kiểu như là ảnh thích kiểu mì nheo cô, là thấy vợ mình cái gì cũng làm được, cái gì cũng ok quá, là vợ ơi vợ à cái này kia. Dạ. Thì có bao giờ mà ảnh hứa có hứa hẹn hảo hiền không? Anh sẽ là đôi tay cho em. Cái khúc này thì cũng có hơi có à, ảnh có đó là ảnh sẽ làm cho con hay thế đôi tay này kia, sau cái lúc về thì kêu ok, ủa thấy thế đôi tay đồ mà sao giờ kêu tôi làm. Luôn mà ảnh cũng không có hứa hẹn, cũng không có phải là miệng lưỡi ngọt ngào vậy đâu cô. Đâu thì bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì á, con nói cho anh nghe đi. Cũng gần cái điều này con mong muốn con nói hoài luôn á, là nên thay đổi cái tính, là đừng có nên cọc, nên cáu hay gì hết. Rồi đặc biệt là cũng đừng kiếm chuyện vô cớ nữa. Đó là suy nghĩ một cách chu đáo một chút xíu, để ý một chút xíu, chứ đừng để con nhắc. Hay là con nói hoài cái gì đôi khi con cũng phải nhắc liên tục hết. Rồi con nói hoài, tại vì nếu mà như vậy hoài con sợ con nhịn không nổi nữa. Cái gì nó không có giới hạn á, rồi con nóng lên thì lúc đó con bung thiệt. Mà tụi con là có em bé chưa? À, dạ thì con cũng không giấu gì cô với chú là con cũng mới có. Được bao lâu rồi? Dạ, em bé mới, được bao nhiêu tháng? Mới rồi? Phát hiện ra được thì em bé được gần 3 tháng. Ồ, vậy hả? Ủa, nhưng mà hồi nãy con kể đó, con có mấy cái chi tiết mà con chăm cho thằng bé. Dạ, cái đó là một bé trai trước con nữa. À, là trước đó nữa là một bé trai. À. Bé đó được bây giờ là 4 tuổi rưỡi rồi. Là con hai đứa. Dạ. Dạ, bây giờ là bé thứ hai. Ồ, vậy hả? Rồi bây giờ là đang có em bé nữa. Dạ. Ôi chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng tụi con nha. Vậy mà ông bố cứ lúc nào cũng như là như nít này nè đó. Ôi trời ơi. Bởi vì vợ con nói là đúng đó. Hiểu không? Con ghiền chọc vợ con hay gì? Vậy chọc, hả? Chọc vẫn vui. Chọc bả là thấy vui á hả con? Dạ. Mắc cười quá vậy trời. Dạ cứ thích. Thôi chọc cho vui cửa vui nhà thì không sao. Nhưng mà chọc mà để cho phát nhiều điên khi cấu. Đó. Phải là lật đật dỗ. Nhưng mà y cũng không được lâu đâu, hồi đứa cũng phải sọt cái này sọt kia. Cứ cặp lên cũng quạo và nói là làm ơn để cho tính hiền chút xíu thì đừng lại riết được thành nữa hả. Hung dữ quá ai cũng nói hết á. Cô thấy nhà vợ con là hơi bị phi thường đó. Cô thấy là vợ con nhìn rất là mong manh đúng không? Rồi. Mà làm được rất nhiều thứ luôn đó con. Vợ của con thật sự là rất là phi thường. Con có điều gì muốn nói với vợ mình hay không? Sau chương trình này, chồng Son, chồng sẽ hứa sẽ thay đổi, bất cọc, bất nóng với vợ. Nhưng mà chọc vợ thì hỏi chồng không nhận. Cái gì? Chọc nói gì không nghe vậy trơn trời á. Anh nói là chọc vợ thì vẫn sẽ làm. Đó là nhu cầu không thể thiếu được hả con? Giờ hứa thì để chấm mắt lên coi tôi. Làm chứng con cứ hả mà ấy gì con cắt một cái khúc này con đưa lên TikTok thôi. Cắt được cái đoạn này con chiếu lên hoài. Có gì là mở phát sẵn. Đúng rồi. Cho con coi nữa chứ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai đứa con nha. Dạ. Hai cặp vợ chồng đều đến từ xứ lạnh. Bạn con đến từ Hà Nội ạ. Welcome các bạn đến tới chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Trinh Phạm ạ. Và con làm YouTuber ạ. Con 32 tuổi ạ. Dạ. Các nội dung mà con làm trên YouTube thì là nó là những chủ đề gì? Dạ, con bắt đầu làm YouTube từ 9 năm trước ạ. Thì con bắt đầu làm về review những đồ mỹ phẩm làm đẹp. Sau đó thì khi mà con có gia đình thì con lập thêm một kênh nữa là làm về cuộc sống hàng ngày của gia đình con ạ. Dạ, chắc là mấy bạn nhỏ Trinh Phạm đúng không? Dạ. Mấy bạn nhỏ ở nhà chắc cũng hot như mẹ đúng không? Dạ. Con bé bé cũng, rồi. Nhà con là có một bạn 3 tuổi rưỡi ạ. Và con đang bầu em bé thứ hai ạ. Ồ, sao hai cặp giống nhau vậy? Trời ơi. Bây giờ tạm tới giai đoạn này là một đứa rưỡi. Rồi mời con. Dạ vâng, con xin giới thiệu, con tên là Trần Thành ạ. Con cũng bằng tuổi vợ con 32 tuổi ạ. Công việc chính của con thì con làm về bên ngành đầu tư ạ. Công việc phụ của con là phụ giúp cho vợ con. Các vấn đề về quay video, các thứ sáng tạo nội dung thì hiện nay là con cũng đang support cho vợ con ạ. Lúc nào mà vợ bận thì nấu cơm, trông con, rồi lái xe, các thứ đầy đủ hết luôn ạ. Ở chồng cũng làm. Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ là tụi con là đang ở Hà Nội. Con mới chuyển vào Sài Gòn được một tuần ạ. Con đang muốn ở thử trong này khoảng nửa năm
Nếu mà con thấy hợp thì con sẽ ở lại, còn không thì gần sinh bé con sẽ quay lại Hà Nội. Rồi lần đầu gặp nhau có ấn tượng như về nhau? Hồi xưa là bọn con học cùng một trường đại học ạ. Con thì chỉ học có 2 năm đầu thôi, còn chồng con thì học đến khi tốt nghiệp ạ. Thì bọn con có sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ gọi là đội văn nghệ của trường Kinh tế Quốc dân ạ. Thì con là ở trong đội múa, còn chồng con trong đội hát. Cái hôm mà vừa mới vào trường ấy, thì trường có tổ chức một cái buổi văn nghệ đầu khóa. Đấy, con nhìn thấy bạn ấy ở trên sân khấu trong đội múa, múa kiểu rất là xinh, trông hiền hiền, xong rồi trông mắt to, nói chung là đúng gu của con. Thì con thực sự là con chỉ để ý đến bạn của bạn này thôi. Về sau mà bọn con vào đội văn nghệ cùng với nhau thì con đang ngồi ở trên ghế thì con có thấy bạn ấy đứng ở bên cạnh. Và con nhìn sang thì con thấy là ôi bạn này mũi rất là cao. Thế là con, đấy là ấn tượng đầu tiên đó. Sau đấy thì có một cái sự kiện thì nó cũng gần như kiểu là hai vợ chồng có duyên với nhau ấy. Thế là con đang từ đội hát nhưng mà hát yếu quá. Thế là được chuyển sang đội múa, bởi vì hồi đấy nhà trường là tổ chức đi thi cái liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc. Thế là tự nhiên hai đứa được ghép chung một cặp, chỉ là ấn tượng thôi, nhưng mà khi mà đã được biểu diễn, được múa cùng với nhau rồi thì nói chuyện với nhau nhiều, rồi thì con cũng đưa bạn ấy về mấy lần, thì dần dần nó mới nảy sinh tình cảm. Thế là có một hôm thì con đưa về, hôm đấy trời mùa đông cũng rất là lạnh, thế đưa đến giữa đường thì bạn ấy cũng thương quá, bạn ấy bảo là thôi lạnh quá tí mà quay về nữa, thì lúc đấy cũng bọn con tập rất là hăng say đến khoảng 1 giờ sáng rồi, thôi quay về đi không tí lạnh quá, thế là con mới dừng xe thì thôi được rồi, con để cho bạn ấy về, nhưng mà trước khi bạn ấy về con trao cho bạn ấy một nụ hôn vào má. Một nửa đường mà đi bằng gì? Hai người đi xe máy ạ. Ôi, mùa đông Hà Nội mà cái tầm 1 giờ thì thôi rồi đấy. Dạ. Dường như là đã ngầm hiểu là chúng mình là của nhau rồi đúng không? Dạ. Ừ, rồi sau hôm đó thì sao? Con quê ở Nghệ An ạ. Thế là bố mẹ con thì tính cũng rất thoải mái, xong rồi bảo là con thích bạn nào, yêu bạn nào thì con kể cho bố mẹ con nghe, xong bố mẹ con mới bảo là mùa hè rồi nhà gần biển thì mời bạn về đây. Mời bạn về đi tắm biển. Dạ vâng, cho tắm biển Cửa Lò. Sao cô ngạc nhiên là ví dụ như cái nhà bạn là ở Nghệ An, thế còn nhà con là ở Hà Nội. Ra mắt bố mẹ con trước. Bố mẹ con thì rất là khó tính ạ. Hồi xưa thì riêng chuyện mà có người yêu là bố mẹ con không bao giờ đồng ý. Ủa nhưng mà nếu mà khó tính thì càng phải là con không được về quê chứ. Chứ lỡ mà hồi đấy là nói dối ạ. Chị ơi, thì hôm nay chị cũng biết rồi nhá. Đấy, chị cũng biết là đấy, cháu nó như thế là gần ngay bên chị mà cuối cùng nó về Nghệ An trước chị ạ. Mà lúc đó là con nó đi đâu? Hồi đấy là con nói con đi du lịch với bạn. Đấy là cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà con đi xe khách về một cái tỉnh xa như thế. Mà con cũng đã đi du lịch ở Nghệ An rồi, nhưng mà hồi bé này mình cũng không biết là cái khoảng cách địa lý nó xa như vậy. Bọn con sau cái hôm mà bạn ấy thơm ngon ấy, thì hôm đấy có rủ nhau đi xem phim. Thì ở trong cái rạp chiếu phim đấy, trước khi vào xem phim thì bạn ấy có hỏi là thế ý là nếu mà nhà mình ở Nghệ An thì bạn có thấy có vấn đề gì không? Thì con cũng suy nghĩ khoảng 2 giây thôi, xong con nói là không, chả có vấn đề gì cả. Gần ngay đấy mà. Nhưng thực sự là trong đầu con là không hề biết là Nghệ An là ở chỗ nào. Lúc đó là không hề biết Nghệ An nó là cái quận nào luôn. Đúng, đúng. Chị cũng vậy đó, chị mù địa lý. Không biết là chỗ nào cũng thấy là gần ngay đấy mà. Cái hồi mà con mới làm quen bạn ấy thì hồi đấy cũng rất là hồn nhiên thôi. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ con nghĩ là con sẽ yêu một cô gái ở Hà Nội cả, bởi vì nó sẽ có một cái khoảng cách giữa thành thị và ở nông thôn. Nhưng mà đến lúc con hỏi bạn ấy, bạn nói không sao, thì con cứ nghĩ là không sao thật, nhưng không phải là vì cũng quá quen với Nghệ An rồi. Không biết là cái gì, không biết quê là như nào. Thì đến lúc mà lần đầu tiên đi về Nghệ An thì con ngồi xe khách là 5 tiếng nhỉ, 5 tiếng đi buổi đêm. Xong rồi đến nơi là lúc đấy khoảng chập choạng khoảng 3-4 giờ sáng. Thì con mới hiểu là hóa ra quê là như này. Là xa như thế. Trước khi cưới, hai đứa có lần nào xa cách không? Có, vừa nói là con có học 2 năm Kinh tế Quốc dân, sau đó thì con quyết định đi du học ạ. Thì con có đi Mỹ 5 năm, thì bạn ấy vẫn ở lại Việt Nam để bạn học. Trời, rồi coi như là xa nhau 5 năm luôn. Vâng, con chỉ xa nhau 2 năm thôi. Trong cái quá trình học thì con cũng đi về, một năm thì con về khoảng một lần. Thì 2 năm đầu bọn con vẫn yêu xa. Năm thứ 3 thì con bắt đầu phải tính về cái chuyện là mình muốn ở lại đấy, để mình đi làm hay là mình sẽ đi về. Tại vì năm thứ nhất, năm thứ 2 thì thực ra là con cũng chưa có nhiều bạn bè lắm. Gọi là với cả mình cũng dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau ở trên mạng. Thì đến năm thứ 3, năm thứ 4 thì con bắt buộc là cũng phải bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Thì mình cũng có nhiều bạn bè hơn, thì mình cũng phải tham gia cái hoạt động ở đấy. Và thời gian ở Việt Nam với ở Mỹ nó rất là lệch nhau. Đúng rồi. Nên là muốn mà vẫn tiếp tục yêu xa thì mình không có thời gian để mình dành cho cái cuộc sống ở bên đó. Bọn con mới quyết định là thôi.
dừng lại. Dạ. Yeah. Yeah. Vợ con cũng hỏi con là con có thể sang đó du học được không? Thì cái điều kiện về tài chính các thứ, về con người của con thì con cũng không sang đó được. Cái quyết định thì là đến từ hai phía. Sau cái lúc đó là lý do gì mà con không ở bên đó mà con lại quyết định quay về? Tại khi mà con đã đi học xong rồi, con đi làm rồi thì mình bắt đầu hiểu cuộc sống ở đấy hơn. Thì mình nhận thấy là mình không thích ở bên đấy nữa. Vâng, thì mới con quyết định về Việt Nam. Nhưng mà cái thời điểm khi con học bên đó con có quen ai không? Con có ạ. Mà cũng là du học sinh mình hay là người? Là người bên đấy ạ. Trong khoảng thời gian 3 năm con đi làm bên đó. Vâng. Rồi con cũng quen một người. Dạ. Trong đó thì Thành ở Việt Nam thì sao? Có quen với cô nào không? Con thì cũng có. Con cũng có một vài người hỏi con lý do quay lại. Vì thực ra là đến lúc mà con quay trở lại Việt Nam thì bọn con có rất nhiều bạn chung với nhau. Thế là bọn con cũng suốt ngày gặp nhau. Tức là cũng không phải là quay lại, nhưng mà vẫn đi chơi riêng với nhau. Hai đứa lúc đấy thì con cũng bắt đầu làm YouTube được một thời gian rồi. Thì con cũng bắt đầu có một cái sự nghiệp riêng. Và chồng con lúc sau một thời gian mà chia tay ấy, thì lúc đấy là chồng con bắt đầu tập trung vào sự nghiệp. Thì lúc đấy là cũng có cái kinh tế nó rất là ổn định rồi. Thế là hai đứa thấy cũng ok rồi, thế là quyết định quay lại và kết hôn. Vợ con là người muốn quay lại trước. Cách lúc quay về Nam tìm cách để tiếp cận con. Nhưng con không muốn quay lại. Giận. Tại sao vậy? Giận chứ. Con bị tự ái. Thực ra là trong cái giai đoạn trước khi mà hai đứa quyết định là chấm dứt với nhau ấy, thì để con cố gắng quên người đó thì con phải làm cho hình ảnh của người đấy xấu xí đi. Với cả là con cũng đang trong cuộc sống tự do, cho nên là có thể là lúc đấy con nhìn nhận vợ con nó không được tốt. Thế nhưng còn mà vẫn còn hận đấy. Sau thì khi mà cũng tiếp xúc lại thì mình cũng ngồi mình nghĩ tại sao mình cứ phải hận như thế. Có thể mình sẽ đánh mất đi một người mà có thể mình sẽ không tìm lại được người yêu, nhưng mà cũng chính là người bạn thân nhất trong cuộc đời của con. Tức là con tự thay đổi và tự quyết định. Dạ. Tự chữa lành cho mình đúng không? Dạ. Rồi. Mối tình quá đẹp rồi, sau đến hôn nhân đi nào, xem nào. Trong 4 năm ở với nhau, họ có bao nhiêu tật xấu gì lòi ra, nhô ra. Đó, giờ từng bạn kể đi nào. Con ra muốn thì... nghe chồng con nói trước. Vợ con kiểu đầu óc lại hay quên. Và hay quên thì lại còn hay thường xuyên là dùng điện thoại. Cho nên là vợ con lại càng hay quên hơn nữa. Ví dụ như là vợ con mà đi ra đường ấy, mà lúc nào con cũng phải sẵn sàng điện thoại con để xem là vợ con kiểu gì cũng quên cái gì đấy. Xong là kiểu gì cũng gửi tin nhắn về cho con, lại ship qua chỗ này chỗ kia. Vợ con cũng nhiều khi cũng khá là nóng tính. Nhiều khi kiểm soát cái cảm xúc cũng không được tốt. Vợ con nóng nhất thì vợ con ném đồ. Ném đồ và có một lần là xé rách cả áo của con nha. Trời, vậy là xấu rồi. Thực ra không phải xé con, xé áo rách mà kéo áo của con. Kéo. Con thì cứ lao đi, vợ con kéo áo và rách cả. Tôi đi ra khỏi nhà. Đó, kiểu như vậy đó. Đi đâu? Mà chắc... Ông mới nói cho hết tiền. Đúng rồi. Mà chắc cái áo đấy nó cũng cũ rồi, nên là nó cũng dễ rách. Thôi, cô đừng có biện hộ. Rồi, mong muốn vậy. Thực ra từ hai cái vấn đề đấy thì con chỉ mong muốn là vợ con, ví dụ như là vì mình là tính hay quên mà. Nên là mình sắp xếp mọi cái công việc một cách nó khoa học một chút. Có thể là mình ghi ra như nào đấy. Có thể là mình làm được nhiều việc hơn thì có thể có thời gian là mình chăm sóc gia đình các thứ nó nhiều hơn. Rồi bây giờ tới con đó. Chồng con thì chắc là chỉ có một hai tật xấu thôi. Đấy là một là hay bừa bãi. Hoặc là có thể bởi vì con quá gọn nên là con cảm thấy như thế nó quá bừa. Con là nấu cơm xong là con phải dọn, rửa xong hết. Xong mình ngồi vào bàn ăn chẳng hạn. Thì tất cả mọi thứ đều gọn gàng rồi thì mình ngồi bàn ăn. Còn chồng con ví dụ như là pha một bát mắm chẳng hạn, thì sẽ là lấy hộp chanh ra để ở đó. Cắt chanh ra, dùng nửa quả để luôn nửa quả vào con dao ở đó. Và hột cũng ở đó luôn. Sau đó thì mang bát mắm đi và để tất cả mọi thứ ở đấy. Đó là bừa bãi đó con, dạ. Bãi chiến trường đó. Dạ đó. Với cả đôi khi là hơi nóng tính quá với con ạ. Tức là trẻ con thì nó sẽ thỉnh thoảng nó có thể làm đổ nước, hay nó làm rơi vãi cái này cái kia. Thì hồi xưa thì lúc con mới đẻ con ra ấy, thì con cũng thấy là, tại vì con là một người rất gọn gàng, nên là con nhìn thấy là nó đổ nước hay cái gì đấy thì con cũng rất là khó chịu. Thế nhưng mà sau khi mà con đọc nhiều hơn và con cũng nghĩ là khi mà mình làm mẹ thì mình phải học dần dần những cái đó, thì mình mới nghĩ là ok, bây giờ trẻ con thì nó là một tờ giấy trắng, thì nó sẽ phải học những cái kỹ năng đó dần dần. Nó không phải như người lớn mà nó rót một cốc nước là nó có thể ok ngay. Hoặc là nó xúc một cái gì đấy mà nó phải gọn ngay. Nó có thể dây dơ một chút ra ngoài để có... thì nếu mà ướt thì thay quần áo, nếu mà bẩn thì mình cho đi tắm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng chồng con lại khá là khắt khe với cái việc đấy. Đôi khi là con thấy hơi tội.
Đấy là hay quát đứa nhỏ. Vâng, đúng rồi. Con chỉ mong là có thể kiểu, ý là nhìn con của mình đúng như là một đứa trẻ. Cái này về bản thân con thì con cũng công nhận. Và con đúng cũng đang gọi là lần đầu làm ba thôi, thì mình cũng học cách để làm ba. Hay chồng có điều gì nói muốn nói vợ, hay là vợ ngược lại có điều gì muốn nói với chồng không? À, trước khi mình chia tay. Con chưa nói với vợ con sẽ nói với cả chương trình với cả cô chú trước. Con có một bó hoa gửi cho tặng cho vợ con. Ôi lãng mạn quá. Cảm ơn. Hoa này còn có cả phong bì nữa. À thế ạ? Phong bì vậy? Cái là thương hay là cái canh đấy con? Nên là có thể mở ra, chồng giúp vợ cầm hoa. Mở ra đi. Nếu mà là tiền thì có thể tinh tinh được. Không, có thể là giấy tờ đất hay chẳng hạn. Con biết đây là cái gì rồi. Có thể đọc cho mọi người. Đưa lên cho mọi người đây xem ạ. Đây ạ. Một chuyến du lịch hay quá. Đây là bức ảnh của hai vợ chồng con chụp hồi mới quen ạ. Hồi mới quen. Còn trước khi mà ngày xưa mà mới bầu em bé thứ nhất thì vợ chồng con cũng đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà em bé thứ hai mới chuyển nhà vào đây cũng rất nhiều công việc thì cũng chưa kịp đi đâu cả. Nên là con muốn rủ vợ con để đi riêng một chuyến hai vợ chồng đi Hàn Quốc. Yeah. Sau khi một vài tuần nữa khi mà sắp xếp nhà ổn thỏa rồi thì sẽ gửi bé ở đây cho ông bà hai vợ chồng đi riêng vậy. Xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son của tuần này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào vợ chồng này. Wow, xin chào. Dạ, lời nói đầu tiên thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà rồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú cũng đã thấy. Chú cũng đã thấy là cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Sao? Con học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữ chữ nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh năm nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo dạ, đúng không đó. Dạ, rồi giờ học còn học bên bản không? Dạ không, con nghỉ ba tháng rồi hết tức tiền. Tức là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô make up sương sương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi mình có đi hát không vậy? Dạ, con chỉ làm MV trên YouTube thôi à. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ, thì để con thử coi làm sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài gì ta? Cái MV nào của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Cái này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng son mà. Không có nhạc. Mình hát trai. Hát trai hả? Vấn đề gì đó. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cổ dâu trong thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đâu. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nha cô. Không có gì đâu. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức.
Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ còn. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã gặp nhau rồi. Ừ nhưng mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Giỏi vậy. Dạ. Ồ, bây giờ thí dụ như chú muốn livestream mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp đó là vô tình, là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được, thì mới đăng ký con làm trên cái app livestream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình like như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò gì đó. Con thì gắt mắt thấy không, con thấy người ta làm gì là con chọc thế mà là xuất hiện trong cái like của cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm, mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này thì cứ vô tình vậy cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, là con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app line nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ. Nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái... thôi giờ kể đi. Thì xong rồi... cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu là mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con coi sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì nghĩ là mình trước chỉ chọc con thôi. Có nghĩa là mình chỉ là nghĩ trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Rồi bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. Là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xoắn đó. Dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em con nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Chà, xong rồi cứ ăn vậy, ăn nó xong vô đi về. Vậy. Dạ. Nó vô vị. Qua ngày hôm sau
qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin nhắn tin cho con là rủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió. Cái con mới chạy xe Honda vô thì tại vì nhà con ở quận 9 thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, đồ xa lắm á. Dạ thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó, thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, rung không biết sao rung, mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà rung dữ vậy. Mà nó là sao kỳ vậy ta. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở cơ, bỏ cổ đó xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40 ngàn, là tốn thêm 40 ngàn tiền cái nón bảo hiểm nữa. Con chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm, mà mới lúc đó mới có 8:30 à. Con nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi, hỏi sao vậy anh, bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm mà đóng cửa mình qua không có được nữa, bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được hết. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết đâu, đó chỉ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào giờ nào. Cái nghe hồi con nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào, mình vô cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ con, thôi giờ mình về nhà. Về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng con mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết á. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cổ thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh. Dọn chó, dọn đồ gì ui tùm lum ở trên đó. Rồi xong cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ dưới này. Thôi cũng gán đợi. Vì gái mà. Cũng gán đợi. Đêm coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi. Đúng ngon rồi, mình ngon rồi, không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà. Lên nhà cái kể đi. Trời ơi, tới chuyện tới khúc nóng bỏng cái là mới nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình. Xong rồi cho anh ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới chở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi, thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn là 3 tháng mà. Làm học cô 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu, mình mới chạy lên chển. Tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa đêm không có, nửa đêm có ngồi có nằm có khóc. Cứ mới nói, ủa sao khóc trời, mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ lắm, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó. Cái cổ tưởng là ăn quá xong rồi hiểu không, là dạng như là chuẩn bị cách chuồn qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm đương nhiên khóc hít hỏi làm gì khóc, nói sợ bỏ sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao? Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, an ủi cổ đi cho cổ dịu xuống một cái không. Lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn thì mình hãy tin vào điều đó đi, và coi như là đánh cược xem nó như thế nào, mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thiệt. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa
chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em live, con live stream rồi đó, là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về, xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên bên con cho con ăn đó. Rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc. Dạ đúng, con thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Yeah. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Yeah. Đó, rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Yeah. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì nhưng mà sau đó có nói như tụi con là hạnh phúc là để lựa chọn. Dạ. Yeah. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê rồi đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Là chỉ có hai lần thôi đó. Giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó nhưng mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Gần mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Trước dịch 2 năm. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 á, của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Kết hôn đúng không? Kết hôn để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu nhưng mà không biết là có bầu, tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô. Rồi xong rồi cái đụng cái làm chẳng làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi. Ví dụ vậy. Rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi. Đi ăn trước ăn chè rồi đi về. Làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính tình. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ, với còn một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con, thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục nó nóng lên mà cái tánh con rất là... Ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Okay. Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống, mời người kia uống rồi chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Lúc đó chưa. Ai có đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Lúc đó là đang quen rồi, chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Với lại lần rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Vậy không có là... đó là ghen đúng chứ đâu có ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen đúng không cô? Nhưng mà con có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng chị? Con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà sao đông, đâu có rồi, đâu vấn đề gì. Với lại mình cũng ngại sợ chồng. Không, em đâu có. Trời ơi, đâu có phải tự nhiên dùng vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? À. Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Anh xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó cho mình vậy? Đó. Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn đó. Hai đó. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Dân. Đưa ra một cái kinh nghiệm, nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Dạ. Không có tôi thì bạn làm gì tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi
thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi, cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi, bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi đăng ký kết hôn. Đúng không? Mà bây giờ là em bé bữa là dạ, là chú bồng phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa tròn 1 tuổi luôn ạ. Vừa thôi nói trai, xong. Trai gái vậy con? Dạ, con trai. Trai. Giống chắc lắm. Giống ba hả? Dạ. Con trai chắc giống ba rồi. Y gạt. Y đúc luôn. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó, cái phần cái về phần nhà. Mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Đó là phải dạch lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì. Dạ, đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết này tao. Gì kỳ vậy? Trời, chơi tại vì nghe. Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bơm phải không? Dạ, trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng đi chan nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời ơi. Mà con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp. Đúng mình của tất cả những cái ông chồng. Cái ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười, mình tính đâu người ta vui. Trời ơi. Biết không? Đúng không? Mình nuôi làm chiếc. Nó càng chửi càng chọc, mình càng khoái. Trời ơi, càng tại không. Chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi, xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Bi. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không cần thiết chứa. Người ta nói là ông bà xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ôi trời, đó thì như vậy là mình... chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Vậy không biết, tại vì con làm, thấy cổ cười hoài, con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Những cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Dạ. Cái đó gọi là lầy vui thôi. Ừ. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra chăm con nấu ăn ok lắm. Tất cả hết. Chăm con. Dạ, nấu chăm ăn. Con nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn không có. Hai vợ chồng là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ. Có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích thế đó. Hay nói như Sam vậy. Dạ có. Thôi vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại. Thì có một thì thôi cũng có một tật xấu rồi, lầy đó, nhây đó. Chắc là nhây. Chỉ mong muốn ở có mong muốn ông thay đổi, ông bớt. Ông bớt tha bơm không? Giờ con cái đó cũng chồng... vui mà cái đó cũng thật vậy thì con có mong chồng con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng, và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà
bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? À, dạ không. Đó là con cái không lời... mong muốn, có nghĩa là con không là mong y vậy đúng tại không? Tại vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng dạ. không cần phải thay đổi cái gì hết dạ. đúng không? Dạ. Đó, chồng vô kia cứ đi. Dạ. À, để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái mà anh đừng nghe, anh nghe anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Đó. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. Ha, à, chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. À, tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con á thì nói chung là cũng có cái thật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra gọi thì cũng gác lên tới đây. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có gác có bữa một mà... chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ á, có nghĩa là gác tới mức độ đó đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân quá không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có con. Nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi. Nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó nên là không thể thiếu. Gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình thức dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm bao thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi. Ngon gì ờ nằm con lo thấy núi đèn lo có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì như đó cũng có hai cái cần phải thay đổi đó. Dạ. Con bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á. Thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu. Với lại bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Dạ. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Mẹ con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Thì nhân hôm nay nè, nó nói với vợ đi. Dạ thì con cũng nhìn vợ nói con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè đó, rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Đó mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết. Luôn vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn. Rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói, nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đứng lên nói luôn nãy đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi đứng lên nói với vợ đi. Đó thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người đó. Thương quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi. Đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng rồi. Cho nên là nói chung là hai đứa đã
tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Và xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nha.